Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 17 tháng 11 của Lushan Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đón tiếp chủ tịch tập đoàn Park Yong-bun. Tiến hành cuộc thi đánh giá chứng nhận SMI hạt nhân. Chia sẻ tình yêu thương với các em vùng cao thuộc huyện miền núi Tây Trà. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 11, Chủ tịch Tập đoàn Doosan Park Yong-bun đã có chuyến thăm và làm việc cùng lãnh đạo Doosan Vina trước thềm lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Đón tiếp Chủ tịch Tập đoàn Park Yong-bun là Tổng Giám đốc Yong In-yoon, Phó Tổng Giám đốc Kim Yong-soo, Trưởng đầu kế hoạch Kim Ji-hoon, Trưởng phòng cải tiến sản xuất Kim Ki-bum cùng Giám đốc các khối và trưởng các phòng ban khác. Tại đây, Tổng Giám đốc Yong In-yoon đã trình bày báo cáo chi tiết đến Ngài Chủ tịch về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua và công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty sắp tới vào ngày 18 tháng 11. Và để nắm bắt thực tế tình hình cũng như môi trường sản xuất tại Doosan Vina, Ngài Chủ tịch Park Yong-bun đã có chuyến thị sát tại trung tâm đào tạo, nhà máy boiler, cảng kiên dụng, khu chung cư Doosan Vina Vạn Tường, Sangun 3D và trường mầm non Ước mơ Doosan. Ngài tỏ ra khá hài lòng về những gì được chứng kiến, nhất là không khí sản xuất, môi trường làm việc được giữ gìn sạch sẽ, vấn đề an toàn lao động được chú trọng đề cao, người lao động có tinh thần làm việc hăng say và đời sống người lao động được quan tâm. Đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên đến Doosan Vina của Ngài Chủ tịch Park Yong-bun. Và trong chuyến thăm này, Ngài cũng mong muốn rằng Doosan Vina sẽ tiếp tục phát triển và phát huy những kết quả hiện nay. Hai thanh tra từ cơ quan thanh tra HSB Hàn Quốc vừa hoàn thành đợt tiền khảo sát tại Doosan Vina nhằm chuẩn bị tốt cho đợt khảo sát SMI hạt nhân chính thức sắp tới. Đây là một trong những hoạt động nhằm có những bước chuẩn bị tốt cho đợt khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 sắp tới do cơ quan SMI tiến hành. Trong đợt tiền khảo sát và đánh giá này, hai thanh tra gồm Shin Yi-sun và Park Won-il đã đến làm việc cùng các thành viên khối quản lý chất lượng trong 3 ngày từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11. Cùng có mặt trong chương trình làm việc này là hai chuyên gia quản lý chất lượng từ công ty mẹ sang hỗ trợ Doosan Vina để có được sự chuẩn bị hoàn hảo cho lần đánh giá chính thức. Tại đây, các thanh tra viên đã họp kiểm tra và rà soát lại tất cả các hạng mục mà Doosan Vina đã thực hiện và đồng thời đánh giá hệ thống chất lượng của Doosan Vina về việc tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn và cốt chất lượng. Cuộc họp tập trung vào việc đánh giá hai vấn đề then chốt bao gồm: một là kiểm tra các hạng mục tài liệu, sổ tay chất lượng và quy trình quản lý chất lượng, và hai là đánh giá thực tế dự án demo hạt nhân được tiến hành tại nhà máy Water, xem xét tính tuân thủ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của code SMI. Đây là cuộc họp quan trọng mang tính quyết định trong việc giúp Doosan Vina đạt được chứng nhận hạt nhân lần 2 do SMI cấp. Chứng nhận này đã được cấp lần đầu cho Doosan Vina vào ngày 5 tháng 2 năm 2014 và trở thành công ty đầu tiên ở Đông Nam Á được công nhận đủ năng lực sản xuất các thiết bị phục vụ ngành công nghiệp điện hạt nhân. Từ những hình ảnh đáng thương của các em miền núi trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, điều kiện học tập lại vô cùng đơn sơ, một nhóm các thành viên Doosan Vina đã tổ chức quyên góp và mang đến tặng các em những món quà với lòng yêu thương ngập tràn. Vượt chặng đường dài gần 90 km trong điều kiện giao thông khó khăn từ 5 giờ 30 sáng, các thành viên nhóm thiện nguyện Doosan Vina đã đến với hai xã Trà Vinh và Trà Phong thuộc huyện miền núi Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi để chia sẻ phần nào khó khăn với các em học sinh bậc mầm non và tiểu học nơi đây. Sau gần một tháng phát động quyên góp, các thành viên nhóm thiện nguyện Doosan Vina đã nhận được 41 triệu 600 nghìn đồng tiền mặt cùng nhiều quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, đồ dùng đưa cơm và bánh kẹo từ các đồng nghiệp trong công ty và các mạnh thường quân các đơn vị bạn cũng như bạn bè và người thân. Những vật dụng này đã được 33 thành viên trong nhóm chuyển tặng các em thuộc hai điểm trường gồm trường mầm non Trà Kem xã Trà Sinh và trường tiểu học Trà Na xã Trà Phong. Đây là hai điểm trường có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số các điểm trường của huyện Tây Trà. Tổng số tiền quyên góp được chia thành 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và dùng trong việc xây nhà vệ sinh, lợp tôn lớp học, làm sân chơi và mua đồ chơi cho các cháu trường mầm non Trà Kem, mua mới một số sách vở, dụng cụ học tập và ba lô học sinh cho các em cấp bậc tiểu học. Những món quà được chuyển tặng hôm nay
Tuy ít nhưng cả nhóm cùng những người hảo tâm luôn mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn trước mắt của các em, và trên hết là mong các em biết rằng các em luôn được xã hội quan tâm và yêu thương. Thưa các bạn, rất nhiều người trong chúng ta ấp ủ mơ ước kinh doanh, nhưng ít ai thực hiện được điều đó vì thiếu tự tin. Chính vì vậy, đã bắt tay vào kinh doanh, nếu tự tin, thành công nhất định sẽ đến và ngược lại. Thành công từ sự tự tin. Alo, vâng, chào ngài, sao? Không thể tiếp tục hùng vốn vào công ty nữa ư? Lại thêm một người nữa rút vốn. Alo, đừng, xin ông đừng rút vốn lúc này. Thưa giám đốc, đây là báo cáo tài chính mới nhất. Chết mất thôi. Lần này thì công ty phá sản là cái chắc rồi. Phải làm sao đây? Này chàng trai, cậu đang gặp rắc rối à? Vâng thưa ông, rắc rối rất lớn. Công ty cháu sắp phá sản. Đây, cầm lấy số tiền này. Hãy gặp ta ở đây, chính xác sau một năm nữa. 500.000 đô. Thưa ông, trời ơi, là tỷ phú John D. Rockefeller sao? Nhất định mình sẽ không sử dụng số tiền này khi chưa thật cần thiết. Tốt rồi, tưởng chừng như đã đứng bên bờ vực bị phá sản, nhưng cuối cùng thì công ty cũng đã hoạt động trở lại một cách thành công. Ồ, liệu hôm nay ngài John D. Rockefeller có trở lại đây không nhỉ? Hôm nay mình đã có thể trả lại tờ séc này rồi. Ngài ấy kia rồi. Mừng quá, ông đây rồi. Nào, để tôi dìu ông về. Hy vọng người đàn ông này chưa làm phiền ngài chứ? Ồ không, nhưng có chuyện gì với ngài đây vậy? Ông ấy luôn trốn khỏi viện dưỡng lão và nói với mọi người rằng ông là John D. Rockefeller. Thật may là chưa phiền đến ngài. Trời ơi, hóa ra đây chỉ là tờ séc giả. Cả năm trời mình xoay vần, thỏa thuận, mua bán vì nghĩ rằng mình sở hữu nửa triệu đô la. Hóa ra là vậy. Giờ mình đã hiểu, việc cầm trong tay nửa triệu đô la hay cả triệu đô la không quan trọng bằng việc có can đảm, tự tin làm lại từ đầu. Cảm ơn ông lão. Cảm ơn tờ séc giả đã cho mình tự tin để có được ngày hôm nay. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Dusan Bina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn cùng truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Bina DVTV V7N89. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Bina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusan Bina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.